Ok, xin chào tất cả anh em nhá. Đây là một cái vần nhỏ nhỏ dành cho các bạn nào hay xem video của mình. Phần quà là 10 cặp Garena dành cho 10 bạn may mắn. Đấy. Bước 1 là anh em ấn like video cộng thêm ấn đăng ký nữa. Bước 2 là anh em comment số từ 1 đến 999. Bước 3 là anh em chia sẻ video này lên Facebook. Đấy. Và để lại thêm link nữa để mình có thể kiểm tra và trao quà cho anh em. Rồi. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10. Rồi ngày mùng 10 tháng 10 anh em thì mình sẽ tổng lại kết quả và chọn ra 10 bạn may mắn. Ok. Bây giờ đến tiếp tục đến phần video nhá. Ok, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ chơi Kayan. Phút bộ xanh. Bây giờ nó mạnh như thế nào nhé. Này có ý tưởng khá là mới cho một bạn trên YouTube cuối cùng là chúng mình sẽ thử xem mình sẽ phá đạo như nào, cộng thêm cái skin mới cây ăn hung thật không gian. Không biết được có hai người và trên lan ở đây thì bạn không có AD. Thôi cứ chuyển tới Yasuo của chúng ta. Rồi sao? Rất may mắn người đã phải bắt đi bằng cái tốc biến. Con cua đi. Không tiếp tục gì. Quá dài luôn. Để xem nó ăn blue chưa. Chưa ăn. Thế thì chúng ta cũng sẽ đổi blue lấy blue. Bình tĩnh nha sớp. Đợi chút tôi ăn xong cái bùa này rồi tôi yêu anh không. Ok. Đây đánh nhau đi. Nào ông ơi. Không gì ơi. Không gì ơi. Không gì ơi. Ma. Hôm nay giống kiểu đi cái mẹ. Ma. Bỏ con mẹ nó tay. Nó thì hiểu được. Cố gắng anh thêm anh đấy một phát nữa. Lên. Ma. Đây mà không lấy được cái tập quyền thì hai chồng mày nó gà khủng khiếp luôn, bao hết của ông luôn. Gà nó gà gì đâu. Ok, chúng ta sẽ lên cái đồ đi rừng, nó có màu xanh luôn. Có thiêu đốt rồi. Rồi anh virus đã bắt cho mình cái hồi máu. Rồi xong rồi đấy. Nó sớt này gà thì cũng vào vừa thôi. Gà thì gà quá. Cuối cùng thì ngày cũng chết được. Hẳn là giờ một pha hỗ trợ đến cho mình. Phá đi được mất cái tốc biến đấy cái gì đó. Nát xôm. Ủa, ông chủ giết bạn tôi à? Rồi. Rồi hơi cám lợn nữa. Đúng rồi nha. Biết là giết được mà. Rồi. Mình thu thập thêm một cái lưỡi hái này. Một chút thôi. Thế là dần dần nó sẽ nhiều lên mà. Buồn. À, lịch trình như là này đang xuống đây. Ado. Vô bạn. Nghe chú boss. Láo. Rồi xong.
Hơi sâu cũng đang di chuyển xuống đây luôn. A đù, rất nguy hiểm. Nó mất cái bãi này của mình rồi. Anh em bạn về. Rồi, tôi biết là ra xua rồi. Chém đi, chém đi. Hay quá. Đúng mà. Không giữ được ra xua cho bạn sao? Lên một hit nữa thôi. Mình sợ thằng Riven nữa chứ. Mình ông này đi đồng vòng vậy. Rồi xong. Trời ơi, may quá chúng ta có thêm một cái chợ. Vãi thật. Trông ra xua chúng ta. Thằng này không chịu thiêu đốt trông ra xua ghê đi. Vật chất tôi đốt hay gì đấy. Anti chưa có. Cái là anh ấy đã anti rồi hoặc là chưa. À xuất được cái số phần tuy ấy thì anh ấy cái này thì chắc chắn thì Karen sẽ không lại ông Nasus đâu. Ok rồi chưa. Mình cam mít nhé. Ok luôn. Ôi, ta một chút đã. Nào đánh không? Rồi, chưa cấp độ 6. Thôi thôi thôi. À đồ, giờ sẽ show tên bạn. À, lên xin cho bạn luôn mày. Đừng bảo là anh ấy đang đi cướp con blue của mình, chúng ta nha. Cái này xin thôi, không cướp. Ta không cướp rồi. Rồi. Sức đao được Natsu của chúng ta rồi. Không biết thì mình sẽ được cái dạng gì đầu tiên rồi. Có được tổng 6. Không xong rồi. Đó. Ây da, xong luôn. Anh em robot không có một dấu hiệu ping gì cả. Coi như là người không biết luôn. Quá buồn. Nó xua đâu mày đâu. Quá buồn. Làm ông ra xua ông chửi của tôi luôn. Làm quá nhiều. Rồi xong. Vậy là người có chạy thoát được hay không đây. Mình sẽ xuống hỗ trợ ông ấy một chút. À đồ. À nó sút mình đi luôn. Nó đủ cấp độ 6 luôn kìa. Vãi vậy. Về cái đã. Tiếp tục bị cam rồi chính là ra xua. Rồi rồi. Sẽ không biến dạng này. Và đợi biến màu xanh em ạ. Màu xanh thì anh em nó mới đồng bộ full bộ xanh. Mình sẽ lên cái con thật sướng này. Vì nó có màu xanh mà. Tiếp tục lên pha để trụ. À, thằng Lin Xin nó vừa lên cấp độ 6 luôn chứ. Mất xác hai thằng rồi. Mất tùng 3 người cơ. À, ta đã ưng nhọn. Lin Xin không có nộ lông cước nha.
lên trên top ta mình xem tiếp theo. Mình nghĩ là Varen này bây giờ sẽ phải ôm farm mà thôi. À có gank lên lên à. Chặt cổ mày không? À trông nát sơ này. À có hiểu vơ lơ nhưng muốn cân hết tất cả anh em ạ. Đây là game đồng đội mà một mình thì cũng không thể làm được gì nhiều, cần phải phối hợp với team. Mình có thể mạnh được. Mặt sớt này mình không giống kiểu bị mù hay bị điếc hay sao anh ạ. À khó hiểu vơ lơ. À, chúng ta băng trụ để giết ông này nào. Biến lên nó chỉ để giết mình thôi. Vãi đấy. Ủa cũng mất tiêu hết luôn. À, sao sai rồi. Lai tôi tao mặn khá xanh. Một phút nữa rồi chúng ta mới biến được cái dạng màu xanh xanh các thủ bóng tối này. Nghĩa là thằng Lê Sim nó đang cướp bộ đồ của mình. Nó vào kiểm tra rồi. Mày chết chưa? Bộc cắt quen tay. Mày ông này à. Đồ à, đến nản luôn à, cay thằng này ghê nha. À, phải hoang hết phang hết của nó thì mới vừa lòng được. À, éo hiểu luôn. Mùa. Nhé. Chăm, cái này 1.000 cơ. Bên phép đi. Nãy ông Yasuo skin nguồn cho bò. La liếm được. Đấy cho mày ăn đi. Anh em đâu? Anh biết chờ em. Ra xua rồi rách rồi anh em ạ. Lan lên chị đi. Gì? À, để rách vãi. À thế vẫn bị chết được. À trận đấu bây giờ có vẻ khó khăn.
thằng Gia Xua này. Đấy cơ hội phải là mình đó, sơ hở một tí thôi là bị giết luôn rồi. Ta phải cố gắng thôi. Tự kêu lấy cái trận đấu này. Quá nhiều trẻ trâu. À đây là chúng ta bây giờ đang rất cố gắng. Rồi Natsu cân tim. Sẽ lên trên một cái ma vũ. Thì nó có một xanh. Rất sâu đâu rồi. Đấy nó. Láo này, không có cơ hội lần thứ hai cho mày đâu. Cơ hội chỉ có một mà thôi. Adô, cái pep phát chết mất tiêu luôn. Đấy trụ đi. Kéo chính xác. Không thể làm được gì. À, một pha móc lốp ở đây sao? Không hiểu là anh ấy muốn làm cái gì đó. Đánh nhau sao? Rồi, lôi, lôi. Lôi. Anh ti của ông đâu? Phê. Đông vật này. Muốn làm gì ông này? Mình sẽ lên cái phần kiếm trước. Sau đó thì lên ấy sau. Xem nào. Còn món gì màu xanh không? À món này. 1, 2, 3, món màu xanh. Rất nhiều món màu xanh mà chúng ta rất có lợi cho trận đấu. À, mình kéo mừng anh có một chút nào vào. Nó già nó già vừa vừa thôi. Kiểu bị mù mắt hay đúng kiểu bị đéo nào ấy mình đéo hiểu được. À đồ. Về. Về. Rồi đéo kịp rồi. Rồi xong. Ây à. Chỉ mất tiêu luôn. Vô ông ơi, à đồ. Rồi. Gần ngất luôn. Gần ngất Omega luôn. Rồi mình sẽ vòng đường vòng để có thể giết Omega trước. Bái này được về à? Nghe hội tụ đông quá. Thằng Vega nó chuồn lúc nào không biết. Hội tụ
bắn anh em hào hán. Đây đây. Rồi xong. Hai bên đang ở đâu đấy? Ui ôi. Và đã kêu rồi. Làm chậm các thứ của các bạn đâu. Thì à, ké được. Chỉ là chăn linh hồn thôi. Ăn đồ. Sao chết vậy? Đáng hiểu được nha. Chút đã. Nhanh lên những cái món đồ này thì rất là mạnh. Đồng nước à, không quan trọng lắm. Rồi nha. Sao mà ăn được. Ok, cả mắt paro nè. Ok, ok. Rồi, sao? Chuột, chuột. À, đồ nó đang tìm kiếm mình thì phải. Cái chuột kia đã. Bốn thằng nó vẫn đang tìm mình. Đứng ở đây. Để gần cái bức tường. Có gì chui vào tường để tiến về. Ma vũ song kiếm. Sau đó thì mình sẽ lên một cái lưỡi hái. Nghĩa các bạn không ăn Baron sống như vậy đâu. Thế nên là không sao cả. À đồ là lên xin nha. Thực ra đây anh em chỉ cần đợi thời cơ thích hợp như thế này. Đấy. Anh em thấy gì chưa? À quả đấy pet được kêu thì xe biết mấy nhở. À, quả đấy pet được kêu thì à. Unbelievable. Ủa, thằng lính ngon thế này. Năng suất anh ấy lại chê à? Oh yeah. Xin các bạn năng suất. Người đúng kiểu là không biết nhìn map à. Nên là đã bị mình vét hết đồng lính. Nếu như mà anh ta... À đây cho anh Adrian Blue đi. Sao mà lên thì mình sẽ nhường cho ông ấy cái bãi lính thôi. Không một xanh rồi. Không một món nữa. Mình sẽ lên một cái găng tay băng giá. Là món đéo đéo gì đấy. Ok. Đẩy cái tụi các bạn là sẽ canh me để có thể giết được thằng trong số tên bạn. A đồ, cái đéo như vậy. Em nhập vào người thằng kia rồi mà ta. Sao lại bị gây được sát thương vậy? A đồ. Lìn thế nhở? Mình đang tính nhập vào người nó sau đó thì tốc biến để có thể chạy thoát. À, Natsu. Natsu người đã đầm chết luôn rồi. Chết ở đâu đấy mình cũng không biết nữa. Không rõ.
Nát rồi. Vừa mình đang đứng đứng mình đang nhập người mà bị đơ con mẹ nó ở trong em sao bị chết trong đấy luôn ấy. Sao vậy anh em? À mình sẽ lấy bố băng đi nhở. Băng có vẻ là hợp lý đấy. Rồi sao? Triple kill. Đây là lần thứ 3 mình ăn triple kill trong trận đấu ngày hôm nay. Không thể tin được. Ba lần triple kill trong một trận. À, không có cái Guara hay là Penta nào cả. Adol. Chính cân à? Baron ơi. Được, anh em đẩy trụ cũng ok. Để tùy ý nha. Đẩy trụ cũng được mà Baron cũng được. Đấy đều là những biện pháp an toàn của chúng ta. Chắc cái trận đấu này. Kéo như vậy. Ăn đồ. Fail rồi. Sai rồi, sai rồi. Điều đại mắc già. Nhưng cái này có màu xanh em nhỉ. Mình thấy lên cũng ok. Nhưng mà ua, không nhớ là cái này màu xanh luôn ấy. Thôi thì lên điều đại mắc già vậy. Của đấy mình lên điều đại mắc già trước thì mình mạnh biết bao nhiêu rồi. Bây giờ mình mới nhớ. Thì lại mắc xa thì nó màu xanh. Rồi xong. Ta cứu bạn đi nào. Ok ăn thì anh em lên kiểu sát thương được nha. Nên đợi cái thời cơ mà hết máng. Nhưng mà nó đang rình trong này nha. Nhìn quá. Rồi bắt cóc từng quyết di động này thôi nào. Rồi xong. À mình đang tìm cơ hội để bạn có thể bắt. Ai đấy trong tem của bạn quá khó. Mày láo này. Bắt được một thằng rồi. Ui ôi. Nó khỏe quá, thằng VK này nó mạnh quá anh em. Mình thì có một cái dây nhỏ nhoi thôi. Nên là không thể nào tránh khỏi được những cái sát thương. Trong đa sớt này nhà không chịu lo kìa. Bao nhiêu quy rồi? 300 quy. Quy được 30 phút rồi chứ. Đấm nó. Trời ơi. Ôi trời, nào sớt tệ nhất tôi từng thấy. Bây giờ thì anh đi ra mã lại nó. Đấy. À. Có tay rồi. Ra này thì hơi khó đấy. Quá khó. Một cái thuốc. Ok. Ra này là trâu ghê nhở. Trâu đấy. Ui dùng ra thua này. Ui.
Bằng họ cua sẽ đâu á? Rồi xong nát rồi. Chuột. Hai công là sân đéo bao giờ đi chung. Sao lại thua? Còn chết lẻ không? Tao chưa. Không sao. Đây này. Đừng có chơi tôi bạn que thông dọa 7 cơ chứ. Mình sẽ đợi cơ hội để có thể quét máng. Mọi thứ nổi của tao hồi sinh đi. Ừ, đéo chết vậy. Rồi, tên mạng đang dần dần hết máu. Còn lính cũng đang ủng hộ chúng ta. Đừng cho nó về là được. Mình chịu trí bọn này. Còn tất cả mọi giá. Ado. Có để bị trừng phạt xong đó thì hồi lên ti thì mẹ thì phê rồi. Và sau đó thì câu kéo thêm một chút nữa thôi. Nhưng mà bị chóng mất rồi. Có động thái ba đòn. Mà đây chúng ta đã phải sử dụng cái đổi máu. Ha, của đấy ra mẹ ba đòn ngon rồi. Mà cần làm quá. Đây, ta có 4 người rồi, Aquaron rồi mà. Đê, và Omid đi. Này, chưa được rồi. Hôm nay mà mình lên theo kiểu sắt lực thì tôi đem mạng cái vào bóc phơi mấy lần luôn. 300 linh hồn. Còn cái phần cuối là ân tư được luôn. Thủ tĩnh. Phải bắt cái thằng cái da này đó. Nó khó chịu lắm. Ủa ơi, thằng Lê Xin này trước ngày đứng cover ông Vega không? À, mình rất khó có thể tiếp cận được. Không xong rồi. Đi về đó. À, nát luôn. Có bắt quá sớm. Đủ. Đâu vậy à? À anh em. Giờ mình không thể làm gì được. Tặng từ dưới đi anh em. Ra đứng ở ngoài thôi. Cứ đứng ngoài nó cả. Shut
chip một kill đỡ sao? Kích sạch tên bạn luôn này. Giờ còn đi farm nữa thì thôi, đánh nhau farm dưới đây. To mid kéo là win luôn. Đính không chịu đẩy đây. Tôi đi ăn con rồng lửa đấy. Đạn bìa đâu? Ơ sao cái anti của mình không có sát thương gây ra cho thằng Yasuo nhở? Kéo như vậy. Vãi lìn vậy. À, thằng Yasuo nó úp sọt mình luôn. À, hai gông này. Còn mỗi cái nhà chính với cả nhà lính thôi. Về. Về. À đồ. Hai thằng ngu nhất thế giới. Hai thằng ngu nhất tự tập. Ê, thua mất tiêu luôn.